Rồi, à nãy cái video clip mà hồi chiều ha, làm nào anh không nhớ luôn. Là anh nói chưa có cái thông báo tuyển sinh sau đại học của trường trên website của mình á nè. Trên tuyển sinh sau đại học mình là chưa có nha. Nhưng mà có một em nói là trường họ có thông báo tuyển sinh rồi. Thì anh lên một số cái Facebook thì cuối cùng là anh đã thấy được cái file này. À, đúng như em nói là có rồi, là ngày 10 tháng 9 nha các em. Ngày 10 tháng 9 này là 24 tháng 9. Ngày 10 tháng 9. Nay 24 tức là 10 10 10 sau khi 14 ngày thì anh mới biết, nhưng mà cái thông báo này có lẽ là dán trong trường đó các em. Có thể là dán trong trường á, mà tại vì mình không có đi vô trường á cho nên là mình không biết á. Và tình hình dịch bệnh thì có thể là thông báo nó hơi chậm, nhưng mà anh nghĩ là chắc mọi người cũng biết rồi, chỉ có anh là chưa biết thôi. Hôm nay mình sẽ đọc qua cái này để anh sẽ xem cái điều kiện tuyển sinh của chuyên môn 1 của mình như thế nào nha. Thì cũng căn cứ mấy cái này, căn cứ mình không có đọc đâu, thì mình coi các chuyên ngành thôi. Rồi bây giờ là từ từ điều kiện chuyên môn 1 nè. Thí sinh chỉ đăng ký dự thi chuyên ngành tương ứng với ngành được đào tạo ở trình độ đại học và hiện đang công tác tại các cơ sở y tế. Vậy cái này dễ anh em, cái này giờ là ý cái câu này là gì? Ví dụ như các em học bác sĩ đa khoa thì các em sẽ thi được lên mấy cái ngành của đa khoa như là nội ngoại sản nhi nè, mắt nè, bụng bú nè, vân vân. Còn ví dụ như răng hàm mặt thì chỉ thi lên răng hàm mặt thôi nha, chứ còn răng hàm mặt mà thi qua nội là không được rồi đó, là tương ứng với ngành được đào tạo ở trình độ đại học nè. Với lại mà y học cổ truyền đó mà thi qua mắt là cũng không được luôn nha. Mà y học cổ truyền là các bạn chỉ thi lên trên tiếp cái y học cổ truyền thôi. Đây bây giờ là không có như hồi xưa nữa nha. Nhưng mà có cái đặc biệt nè. Đối với những bác sĩ làm việc liên tục từ trước ngày 1 tháng 1 2012 á cho đến ngày đăng ký dự thi thì được thi chuyên ngành đang làm việc và phải nộp đầy đủ các giấy tờ chứng minh. Đó là ví dụ như là một số người mà học y học cổ truyền trước cái ngày này nè, mà sau này họ học họ trước đó học xưa đó mà học học thêm về nội gì đó mà họ được cấp cái chứng chỉ làm về nội và họ đang làm trong cái chuyên ngành nội chẳng hạn, thì được họ được học được được thi cái lần này, họ sẽ được thi qua chuyên môn một nha. Nhưng mà nó phải đủ điều kiện chứng minh nha, cái này khó lắm á, chứ không phải mình khai gian khai dối là không được đâu. Nhà trường là người ta có bộ phận kiểm tra trong quá trình mình học đó. À, mình học ví dụ như mình học tới năm thứ nhất, năm thứ hai rồi mình cần ra trường mà nhà trường phát hiện ra một cái là cũng có thể đuổi học các em nha, cái này là quy định rồi đó. À, mình không có gian dối được, nhà trường có quyền á. À, chứ không phải là mình thi vô rồi mình đậu mình học tới năm thứ hai mà tại sao nhà trường đuổi là không có đâu, người ta có thể đuổi mình bất cứ lúc nào nếu mà mình làm sai đó. Đối với bác sĩ y học dự phòng tốt nghiệp sau ngày này đã được cấp chứng chỉ hành nghề phạm vi hoạt động chuyên môn là được khám chữa bệnh và xử trí các bệnh thông thường cấp cứu thì được thi chuyên khoa một y học gia đình đó, ví dụ như là y học dự phòng nhưng mà thỏa cái điều kiện này. Thì phải được thi y học gia đình đó. Chứ y học dự phòng là cũng thi qua cái khác là không được nha em, thi qua mắt tai mũi họng là cũng không được đó. Tại nó phải đúng bác sĩ đa khoa mới được thi lên. Rồi cái này đi, bây giờ cái quan trọng là cái này nè, cái thâm niên chuyên khoa để mà mình thi chuyên khoa một là cái thâm niên nè. Đối với lĩnh vực yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì thí sinh chỉ được dự thi sau khi có chứng chỉ hành nghề đó, tức là các em là bác sĩ là các em có chứng chỉ hành nghề là các em được thi. Ví dụ như các em có chứng chỉ hành nghề hệ nội, chứng chỉ hành nghề ngoại, chứng chỉ hành nghề mắt, chứng chỉ hành nghề ung bướu hoặc là chứng chỉ hành nghề đa khoa thì các em mới được thi. Rồi cái là cái điều kiện thứ nhất nha. Cái điều kiện thứ hai, đối với trường hợp đăng ký dự thi chuyên ngành khác với phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đã được cấp thì phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan khám chữa bệnh về thâm niên công tác tối thiểu 12 tháng trong chuyên ngành đăng ký dự thi tính từ thời điểm sau khi có chứng chỉ hành nghề. Đó. Bây giờ anh ví dụ cho em nè. Ví dụ như bây giờ các em là thi chuyên đã được cấp chứng chỉ hành nghề là nội khoa. Rồi ha. Nhưng mà bây giờ các em làm nội, các em thấy vững nội rồi. Các em muốn chuyển qua ngoại các em mổ để phát triển tay nghề hay gì đó, hay là sở thích gì đó, thì các em phải có thâm niên tối thiểu 12 tháng trong ngoại khoa kể từ khi được cấp cái chứng chỉ hành nghề nội đó. Và cái này á, là thủ trưởng xác nhận. Ví dụ như em đang làm bệnh viện nhân dân gia đình đi, mà em đang làm khoa nội đúng không, em đang có chứng chỉ hành nghề nội nhưng mà em
đã xin chuyển công tác qua khoa ngoại được một năm rồi, hơn một năm rồi. Từ cái lúc mà em cấp chứng chỉ hành nghề nổi á, thì em xin qua khoa ngoại làm, thì em đã có thâm niên được 12 tháng rồi. Thì lúc này em xin giám đốc rồi trưởng khoa xác nhận là em có thâm niên ngoại khoa thì em sẽ được thi chuyên khoa ngoại. Đó là cái ý này là như vậy nha. Và tương tự các ngành khác cũng vậy, ví dụ như em là ngoại cũng được, nhưng mà giờ em muốn chuyển qua nội, thì từ 12 tháng tính từ cái lúc mà được ký cái chứng chỉ hành nghề đó đó, em có thâm niên 12 tháng nội thì em sẽ được thi chuyên một nội. Đó là cái ý này. Rồi tiếp theo là đối với phẫu thuật tạo hình. Đối với phẫu thuật tạo hình năm nay là đặc biệt nha các em, nó không giống như năm ngoái, và mỗi năm nó có thể thay đổi tùy theo cái quy định hiện hành thôi, mà nhà trường thay đổi thôi. Ví dụ như năm nay là thay đổi như thế này: các thí sinh thi phẫu thuật tạo hình là phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, thuộc chuyên ngành hệ ngoại nha các em. Đó tức là năm nay á, là các em hệ ngoại thì các em có chứng chỉ hành nghề thuộc hệ ngoại thì các em mới được thi phẫu thuật tạo hình, còn các em là chứng chỉ hành nghề hệ nội là không được thi. Và năm nay là không được thi, có thể là năm trước được thi rồi năm kế trước nó không được thi gì đó không biết, nhưng mà năm nay là phải có cái phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc ngành hệ ngoại thì mới được thi phẫu thuật tạo hình. Đó là một điều kiện thôi, một lát nữa mình sẽ phân tích thêm cái điều kiện khác nữa. Cái chứng chỉ hành nghề mà thuộc hệ ngoại là gồm có những chuyên ngành nào? Thứ nhất là ngoại tổng quát nè, ngoại tổng quát thì gồm có ngoại tiêu hóa nè, ví dụ như chứng chỉ hành nghề của em ghi là ngoại tiêu hóa đó thì cũng được, hoặc là ngoại gan mật cũng được, hoặc là ghi ngoại tổng quát cũng được, hoặc là ngoại lồng ngực mạch máu cũng được luôn, ngoại thần kinh cột sống cũng được luôn, ngoại nhi được luôn, ngoại tiết niệu sinh dục được luôn, ngoại chấn thương chỉnh hình được luôn, bỏng sản phụ khoa, tai mũi họng, mắt mắt được hết. Đó là các em được đủ một điều kiện để thi phẫu thuật tạo hình chuyên khoa một nha. Rồi nếu mà các em có chứng chỉ hành nghề ung thư, chứng chỉ hành nghề ung thư thì em phải có cái xác nhận thâm niên ngoại và đang làm việc tại khoa ngoại ung thư đó thì em mới được thi. Tại vì sao? Tại vì ung thư á các bạn, các em mà học ung thư á thì các em sẽ cấp chứng chỉ hành nghề, người ta ghi là ung thư thì trong đó nó có nội ung thư, ngoại ung thư, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà đã xin được chứng chỉ hành nghề mà ghi thẳng trong chứng chỉ hành nghề á là ngoại ung bú, ngoại ung bú thì các em đương nhiên được thi, không cần phải xác nhận thâm niên. Nhưng mà những em nào mà có chứng chỉ hành nghề là chỉ ghi chữ ung bú không á đó, nhưng mà thật chất là các em làm ngoại nha, thật chất là em làm ngoại nhưng mà cái chứng chỉ hành nghề em lại ghi là ung thư, nó không có ghi cái chữ ngoại trong đó, thì em phải có xác nhận thâm niên ngoại và đang làm việc tại khoa ngoại là các em sẽ được thi, đủ một điều kiện. Rồi chứng chỉ hành nghề phẫu thuật tạo hình là đương nhiên không cần phải xác nhận gì hết trơn á ha. Và có chứng chỉ định hướng chuyên khoa hoặc là chuyên khoa cơ bản định, hoặc là chứng chỉ có thời gian và nội dung đào tạo chương trình phẫu thuật tạo hình đó. Cái này rất quan trọng nha các em, cái chứng chỉ đó là một cái lớp, nói chung là một cái lớp định hướng, một cái lớp cơ bản hay là một cái lớp bồi dưỡng sau đại học nhưng mà phải về phẫu thuật tạo hình, các em phải có chứng chỉ đó tối thiểu là 6 tháng đó, mà của trường được Bộ Y tế cho phép mới được nha, chứ còn những cái trường mà có xác nhận nhưng mà không chưa được Bộ Y tế cho phép là cũng không được. Thì ở miền Nam mình á, là hiện tại bây giờ theo anh biết á, là có Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nè, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch nè, Y Cần Thơ thì hình như cũng đào tạo được một khóa rồi đó. Ừ, thì phải có chứng chỉ đó mới được thi. Rồi nhưng mà có một cái anh chưa hiểu nè, anh chưa 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 biết được nè, cái này cần phải hỏi thầy cô thêm nè, mình phải hỏi thầy cô ở phòng sau đại học của trường nè để mà thầy cô hướng dẫn mình cho nó rõ nha. Là bây giờ nếu mà các anh em mà thi phẫu thuật tạo hình á thì chỉ có cái điều kiện cái cục này thôi, cục này thôi đúng không, hay là phải kèm theo cái điều kiện thâm niên này nữa? Anh ví dụ như bây giờ nếu mà các em có chứng chỉ phẫu thuật, có cái chứng chỉ hành nghề phẫu thuật tạo hình rồi á thì nó dễ rồi, không có ai nói gì dân. Nhưng mà giả sử như các em là có chứng chỉ hành nghề ngoại tổng quát đi mà các em có thêm cái chứng chỉ định hướng chuyên khoa này rồi luôn, có hai điều kiện này, thì các em có cần cái xác nhận về thâm niên 12 tháng không? Tại vì cái ý ở trên là nếu mà mình dự thi cái chuyên ngành mà nó khác với phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thì phải có 12 tháng thâm niên trong cái chuyên ngành mà mình muốn thi từ sau khi mình có chứng chỉ hành nghề, đúng không?
Còn ví dụ như bây giờ em có chứng chỉ hành nghề là ngoại tổng quát và em học thêm được 6 tháng về định hướng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thì em có cái điều kiện này rồi, nhưng mà có cần thêm cái thâm niên 12 tháng trong phẫu thuật tạo hình nữa hay không? Thì cái này mình phải điện hỏi thầy cô, điện hỏi thầy cô của phòng sơ đại học để rõ hơn. Nhưng mà theo anh đọc á, anh hiểu á, là chắc chắn phải còn á, phải có đó. Tức là ai mà muốn thi phẫu thuật tạo hình á là phải thỏa 3 điều kiện. Cái thứ nhất là em phải có chứng chỉ hành nghề hệ ngoại. Cái thứ hai là em phải có cái bằng định hướng chuyên khoa hoặc là cái bằng đào tạo cái khóa ít nhất là 6 tháng sau đại học về phẫu thuật tạo hình. Và cái điều kiện thứ ba là 12 tháng thâm niên trong cái chuyên ngành phẫu thuật tạo hình nếu như chứng chỉ hành nghề của em không phải là phẫu thuật tạo hình. Đó, theo anh hiểu là như vậy nha. Còn cụ thể như thế nào thì mình phải hỏi thầy cô. Thì các em nào mà muốn thi á, phẫu thuật tạo hình á, là phải vô hỏi thầy cô thêm nha. Đó là anh đã phân tích xong cái điều kiện thi chuyên khoa 1 và đặc biệt là cái thi phẫu thuật tạo hình của năm 2021 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nha các em. Còn cái hồ sơ, nộp hồ sơ á là mình đăng ký trực tuyến nè. Thì cũng giống như năm ngoái dịch mà đâu có nộp trực tiếp được thì mình phải nộp trực tuyến, tức là mình phải làm cái bộ hồ sơ giấy trước đưa cho giám đốc thủ trưởng của mình ký trước đầy đủ hết, sau đó mình scan ra, mình scan vô thành một cái file rồi mình gửi cái file đó cho lên cái website của trường đó, rồi thầy cô mới xét xét coi cái hồ sơ mình, cái giấy mà mình nộp á đủ chưa. Nếu đủ điều kiện thì thầy cô sẽ gửi cho mình một cái link thông báo để mà mình đóng tiền, rồi thông báo cho mình cái ngày lấy phiếu báo dự thi, rồi cái ngày mình thi, rồi mình thi xong mà mình đậu á thì sẽ có thông báo nộp cái hồ sơ giấy khi mà mình nhập học sau. Đó là cái quy trình như vậy nha. Thì mình sẽ đăng ký từ ngày 10 10 11 tháng 10 cho đến ngày 25 tháng 10. Bây giờ là ngày 24 tháng 9 rồi, tức là mình sẽ có 10 15 ngày. 15 cho đến 25 ngày. Cho đến 30 ngày cỡ cỡ đó nha các em. Cho tối thiểu là 15 ngày để mình chuẩn bị cái hồ sơ này mình nộp. Đó. Đó là thành viên tuyển. Trường sẽ gửi thông tin đó. Nói chung là y chang vậy đó. Còn ngày thi á, ôn thi nè các em, ôn thi á là lệ phí thi tuyển chứ. Mình nói cái lệ phí thi tuyển trước. À. Trời, năm nay các em sướng nha, được miễn phí ôn thi nha, miễn phí ôn thi nè. Năm nay chắc là có lẽ là trường thấy mà chúng ta chống dịch vất vả quá cho nên là tạo điều kiện cho các em á, là miễn phí ôn thi á. Chứ năm anh thi á, là phải đóng tiền đó. Là phải đóng tiền mới được vô học á, tại thầy cô dạy mình mà, công sức của thầy cô mình mà lên giảng đường dạy mình mà chứ mình phải đóng tiền chứ. Nhưng mà năm nay là có thể là được miễn phí mà chắc có thể là dạy online hay gì đó. À, cái này là các em là sướng được khoản này rồi nha. Tiếp theo là lệ phí thi tuyển là các em chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 á, là mình thi 1,5 triệu. Bác sĩ nội trú là 3 triệu rưỡi, thạc sĩ là 1 triệu 6. Thì ở chỗ này các em sẽ có thắc mắc là ủa tại sao bác sĩ nội trú là được đào tạo là giỏi là lực lượng nguồn mà tại sao thi tuyển là phí cao như vậy? Thì các em biết làm sao không? Cái chỗ này á, là tại vì cái phí mà để thi tuyển á, là gồm có những cái phí mình phải trả, ví dụ như là cho cán bộ coi thi nè, rồi phí điện, phí nước nè, rồi cái phí mà giấy tờ ra thi á, mà các em nội trú á, đóng 3 triệu rưỡi là tại các em thi nhiều môn. Đó. Các em thi nhiều môn, còn như chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 á, là các anh chỉ thi có 2 môn thôi. Thạc sĩ cũng vậy, cũng thi có 2 môn thôi. Nhưng mà 1 triệu 6 này mắc hơn 100.000 này là anh nghĩ là do cái có thể là do cái ngoại ngữ hay gì nữa đó. Đó là thi nhiều hơn chứ không phải là cái gì mà phân biệt đối xử chỗ này nha các em, cái này là hoàn toàn là đúng nha. Rồi cái này thì cứ theo hướng dẫn thôi, không có gì hết. Rồi xong cái file này thì thật sự là trên trường chưa có à, nhưng mà cái file này thì anh cũng download từ trên Facebook thôi. Bây giờ em nào mà kiếm không được á, lỡ coi video này á, thì anh sẽ để cái đường link mà để download cái file này xuống cái phần mô tả nha, để cho em download nha, các em về em coi nha. Rồi chúc các em may mắn thi đậu nha.